Xin chào các bạn. Nếu như hàng ngày các bạn gamer chúng ta thường hay ăn như là thịt kho, cá kho, gà kho hoặc là ức gà luộc, thì hôm nay chuyên mục bếp ăn gamer của THOL sẽ mang đến cho các bạn một công thức cực kỳ đậm đà màu sắc Nam Bộ, đấy chính là tôm kho tàu. Nguyên liệu cần có ngày hôm nay bao gồm